bắt giữ thanh niên chém người đang dừng đèn đỏ trong đêm rồi bỏ trốn. Công an tỉnh Cà Mau vừa tạm giữ hình sự đối với thanh niên chém người trong đêm trước đó hơn một tháng rồi bỏ trốn. Tối ngày 26 tháng 8, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối với Phan Hoàng Minh, 18 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Minh là thanh niên cầm rượu chém người khi dừng đèn đỏ lúc rạng sáng cách đây hơn một tháng. Theo điều tra ban đầu, ngày 20 tháng 7, nhóm thanh niên 4 người đến quán O, B, phường 9, thành phố Cà Mau nhậu. Trong lúc nhậu, thì nhân viên của quán rút nhầm vít cắm điện của quạt, và giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau. Sau đó, nhóm khách 4 người bỏ về và hẹn bạn khoảng 9 người đến quán dùng vỏ chai bia ném vào quán. Thấy quán bị nhóm khách đến gây sự, nên Nguyễn Phát Sang, 22 tuổi, con chủ quán gọi điện cho Phan Hoàng Minh, tự cô Minh, nói là có mấy khách nhậu đến quán kiếm chuyện. Sau khi nghe điện thoại của Sang, Minh liền gọi điện cho Đặng Kiều Sang, 20 tuổi, ngụ phường 7, thành phố Cà Mau, trở lại quán O. Bởi lúc này, Minh mang theo cậy rượu đến quán. Một lúc sau, nhóm khách nhậu lại kéo đến quán gây chuyện, nên nhóm của Minh xông ra đánh trả. Bất ngờ bị đánh, nhóm khách túa ra chạy nhiều hướng. Riêng, Nguyễn Văn Thoại, 27 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Cà Mau, chở theo Nguyễn Phan Quốc Tiến, 21 tuổi, ngụ xã Thành Phú, huyện Cái Nước, đến ngã tư đường Phan Đình Phùng và Phan Ngọc Hiển và dừng đèn đỏ. Bất ngờ, Đặng Kiều Sang chở Minh đuổi theo kịp. Minh bước xuống xe lao đến chém Thoại bị thương, Tiến ngồi sau nên kịp chạy thoát thân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phát Sang. Riêng, Phan Hoàng Minh và Đặng Kiều Sang bỏ trốn khỏi Đại Phương, đơn vị phải tung lực lượng truy bắt. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.